next day. Thấy là nó còn có một cái bình keo tản nhiệt. Đúng không? Đây ha. À vậy. Mà cái này cảm nhận là nó chỉ dạng cho cửa đít cô này, nó không phải là cảm nhận cao cấp. Bên em sẽ dùng cái thanh tiếp cao cấp hơn. Thì mình bên xịt vô ha. Dạ. Cái này là cái clip này, bắt công bắt của Intel là hai cái nhỏ nhỏ này. Dạ. Còn AMD là hai cái bự này. Dạ. Mà cái này là ốc phụ kiện kèm theo ha. Và dây kết nối LED. Dạ LED. Mình đây của mình là 250GB nè. Là chuẩn NVMe đây, là NVMe này. Dạ. Đây là thanh RAM mình. RAM mình thì nó có 16 đây hết ha. Đúng rồi. RAM 3 chớp. RAM 3 chớp nó 8GB RAM và bus 32. Là Seagate. Seagate là 1T ha. Dạ. Em xem thử. Có dây nguồn á, dây nguồn nó sẽ là hai chấu thôi. Dạ. Dây. Đây là nguồn mình á, nguồn mình là 650W. Đây là dây nó dây nối liền, có dây mô led á. Dây nối liền luôn. Dạ. Em của nhà phân phối. Em xin nó sẽ quấn, nó sẽ dán một cái ốc ở đây như này, bốn ốc này nha. Để nó niêm phong lại. Tấm lưới, mình có thể vệ sinh mồi ha. Tấm lưới này nó có dính vào đây luôn. Nó có 500 hít xung quanh à. 500 tầng. Cổng nguồn. Phía sau khe ha. Thì mình gắn lên mình có cái kẹt, mình sẽ bắt mình sẽ mẻ hai cái này đi. Khi mà bên em lắp bên em sẽ mẻ cho mình coi. Giờ đừng để nóng. Dạ được anh. Nguyên máy rồi cái phần mềm của mình. Rồi xong rồi mới giao hàng. Mấy phút, mấy mấy giờ lắp? 2 giờ. À cũng giờ này. 2 giờ. Khoảng tầm 2 giờ, 2 giờ rưỡi. Dạ. Xong rồi đi về. Đúng rồi, phải vô trên TV ngồi ăn. Giờ mới mất tiêu rồi. Giờ hổng đeo áo mưa luôn, không biết sao về luôn. Ngon.
vô lấy đồ. 15 phút rồi chưa rung rồi. 20 phút rồi chưa có tín hiệu gì luôn. Chắc chưa hợp ảnh quá. Đang làm đường. Tại mãi mới có ăn. Trời sắp mưa luôn. Thank you.